Chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng của bản tin 9h10 của Đài Phát Thanh Truyền Hình Cao Bằng. Như thường lệ, một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Hội nông dân huyện Quảng Hòa vừa tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Trong năm, các cấp hội vận động ủng hộ 430 triệu đồng để xây dựng quỹ, giải ngân vốn hơn 3 tỷ đồng cho 80 hộ hội viên vay, thu hồi 7 dự án với số tiền hơn 1 tỷ đồng, có 72 hộ vay. Tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân hiện đang quản lý hơn 8 tỷ đồng. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay với dư nợ hơn 127 tỷ đồng cho 1.763 hộ vay. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho các hội viên vay tổng dư nợ hơn 5 tỷ đồng, 15 hội viên ưu tú được kết nạp vào đảng. Trong năm tới, hội tiếp tục tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chú trọng bồi dưỡng, đào tạo cán bộ trẻ của hội, có trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức tốt. Nhân dịp này, 12 tập thể, 3 tri hội, 11 cá nhân được Hội Nông dân huyện tặng giấy khen, có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức lễ khánh thành nhà đồng đội cho Thiếu tá Nông Văn Kiểm, nhân viên Đại đội 29, Phòng Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng đồng chí Nông Văn Kiểm nhập ngũ năm 1995 hiện có một con nhỏ, bố mẹ già yếu, vợ không có việc làm ổn định. Căn nhà của gia đình đã xuống cấp, chưa có điều kiện để tu sửa. Với sự quan tâm của Bộ Quốc phòng quân khu 1 hỗ trợ kinh phí 80 triệu đồng xây dựng căn nhà đồng đội, đến nay ngôi nhà với tổng diện tích 104m2, 2 tầng, 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, một nhà vệ sinh trị giá trên 900 triệu đồng đã hoàn thành, đảm bảo điều kiện sinh sống cho gia đình. Tại buổi lễ, đại diện Thủ trưởng Bộ Chỉ huy, Phòng Kỹ thuật, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đã trao quy định hỗ trợ xây dựng nhà đồng đội và cắt băng khánh thành, bàn giao căn nhà cho gia đình thiếu tá, nông văn kiểm. Tại trường tiểu học dân chủ huyện Hòa An, tỉnh đoàn Cao Bằng và Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam thuộc Trung ương hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm 2023. Theo đó, Trung tâm Công tác Xã hội Thanh Thiếu Niên Việt Nam tặng 20 suất học bổng, 500 chiếc áo ấm, 175 mũ bảo hiểm, hàng trăm bộ vải áo dài, dép cho các em học sinh, thầy cô giáo trường tiểu học dân chủ và tiểu học ngũ lão huyện Hòa An. Tổng giá trị các suất quà là 400 triệu đồng. Qua đó, hỗ trợ giúp đỡ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các thầy cô giáo ở các địa bàn đặc biệt khó khăn, khẳng định vị trí vai trò của tổ chức đoàn hội trong tình hình mới. Hội chữ thập đỏ huyện Nguyên Bình vừa tổng kết công tác hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, hội đã vận động cán bộ công chức viên chức người lao động ủng hộ quỹ trên 240 triệu đồng. Từ nguồn quỹ hội đã thăm tặng quà cho 130 hộ có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam với tổng số tiền 52 triệu đồng. Trợ giúp hai bệnh nhân tan máu bẩm sinh 12 triệu đồng, hỗ trợ các gia đình rủi ro hoạn nạn, bệnh hiểm nghèo trên 100 triệu đồng vận động 575 lượt công chức, viên chức, người lao động đăng ký hiến máu, thu được 115 đơn vị máu. Nhân dịp này, Hội Chữ thập Đỏ huyện tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lũng Nằm huyện Hà Quảng vừa tổ chức hội nghị đối thoại chính sách với phụ nữ với chủ đề đối thoại về vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế xã hội và các tệ nạn xã hội. Tại hội nghị, các đại biểu nêu rõ các vấn đề về vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế xã hội và các tệ nạn xã hội. Các câu hỏi đã được các đồng chí lãnh đạo các ngành liên quan làm rõ các ý kiến còn băn quan của hội viên phụ nữ. Chương trình đối thoại chính sách với hội viên phụ nữ là một trong những hoạt động quan trọng trong thực hiện dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em trong chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc tiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh đã tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho 203 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc của 20 xã trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên cấp huyện thông tin kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024 và lộ trình chế độ tiền lương mới, thông báo kết quả kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023. Hội nghị nhằm cung cấp những thông tin về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chương trình chính sách hỗ trợ về phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp này, Ủy ban huyện Trùng Khánh đã tặng giấy khen cho 97 cá nhân, tặng 203 xuất quà cho 203 đại biểu là người có uy tín trong cộng đồng. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý trong nước và quốc tế. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký quyết định số 1583 về việc tặng quà cho một số đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Theo đó mức quà 600.000 đồng tặng người có công với cách mạng, gồm người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng. Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng và thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng cũng được nhận mức quà 600.000 đồng mức quà 300.000 đồng tặng người có công với cách mạng gồm thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, người hoạt động cách mạng kháng chiến bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế bị địch bắt tù đầy đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đại diện thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ, trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân cũng được nhận mức quà tặng 300.000 đồng. Sáng ngày 27 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sự hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 79 do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức phát biểu tại hội nghị thủ tướng chính phủ yêu cầu lực lượng công an nhân dân cần rút kinh nghiệm khắc phục thực hiện xây dựng hình ảnh công an nhân dân trong sạch vững mạnh vì nước quên thân vì dân phục vụ tuyệt đối không được chủ quan thỏa mãn lơ là mất cảnh giác say sử với thành quả đã đạt được giữ gìn truyền thống vẻ vang hào hùng danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất như tổng bí thư nguyễn phú trọng đã căn dặn công an nhân dân phải chủ động nắm chắc đánh giá dự báo sát tình hình trong nước khu vực và thế giới từ sớm từ xa ngay từ cơ sở để làm tốt vai trò tham mưu với đảng nhà nước trên các lĩnh vực phải bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu các sự kiện quan trọng của đất nước hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước các đoàn khách hội nghị quốc tế tại việt nam tuyệt đối không để bị động bất ngờ về chiến lược về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo lực lượng công an nhân dân nâng cao hiệu lực hiệu quả về xây dựng và thực thi pháp luật trong các lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn xã hội, yêu cầu ngành công an tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số, triển khai đề án 06 của Chính phủ. Bảo đảm tài chính, hậu cần, kỹ thuật, thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân, chú trọng phát triển công nghiệp an ninh, đầu tư cho công an cấp cơ sở và lực lượng trực tiếp chiến đấu, tiếp tục phát huy vai trò đi trước mở đường trong công tác đối ngoại, triển khai cơ chế đối thoại an ninh với các đối tác quan trọng. Có được FTA chỉ là một phần của giấy thông hành sang các thị trường quan trọng để đi được đường dài và nâng cao năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp phải xây dựng được thương hiệu theo ước tính của Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm nay có thể đạt 683 tỷ USD. Căn cân thương mại tiếp tục xuất siêu năm thứ 8 liên tiếp, với mức thặng dư ước đạt gần 30 tỷ USD, tăng gần gấp 3 lần so với năm 2022. Đóng góp vào kết quả này là 16 hiệp định thương mại tự do FTA, giúp Việt Nam có lợi thế tại hơn 60 thị trường đối tác toàn cầu và cùng với đó là mở rộng cửa ngõ sang các thị trường tiềm năng. Bộ Công Thương cho biết mức độ suy giảm trong xuất khẩu ngày càng được thu hẹp, từ mức giảm 12% trong nửa đầu năm hiện chỉ còn dưới 6%. Tỷ lệ tăng trưởng với các mặt hàng tận dụng FTA đối với chế biến chế tạo tăng đột biến như linh kiện điện tử hơn 30%, dệt may da dày hơn 20%. Với các nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam trở thành cửa ngõ quan trọng trong chuỗi cung ứng khi hiện nay đầu tư vào Việt Nam là có thể tiếp cận được với hầu hết các thị trường lớn của thế giới. Việt Nam vẫn đang đối mặt với sự lây lan của nhiều loại dịch bệnh khác nhau, Bộ Y tế kêu gọi toàn dân tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch bệnh. Tại lễ meeting hưởng ứng Ngày Quốc tế Phòng chống dịch bệnh năm 2023, tổ chức ngày 27 tháng 12, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh, Bộ Y tế kêu gọi toàn dân và cộng đồng nâng cao ý thức phòng bệnh, tăng cường sức khỏe, thường xuyên tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch bộ cũng đề nghị các ngành các địa phương phối hợp chỉ đạo chính quyền địa phương các cấp và huy động toàn xã hội các tổ chức chính trị đoàn thể tham gia công tác phòng chống dịch để chủ động phòng bệnh từ sớm từ xa hạn chế dịch bệnh bùng phát luôn chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với đại dịch các tình huống khẩn cấp về dịch bệnh trong tương lai để phòng bệnh từ sớm từ xa để hạn chế dịch bệnh bùng phát và chủ động chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các đại dịch hoặc các tình huống khẩn cấp về dịch bệnh trong tương lai bộ y tế sẽ tập trung tổ chức triển khai các nhiệm vụ giải pháp theo chỉ đạo của trung ương quốc hội chính phủ và thủ tướng chính phủ đồng thời tiếp tục chủ động đẩy mạnh tiếp cận an ninh y tế toàn cầu trong phòng chống dịch để thông tin chia sẻ kinh nghiệm thông qua các cơ chế hợp tác song phương đa phương trên cơ sở phối hợp liên ngành đa lĩnh vực thể hiện tinh thần trách nhiệm của việt nam cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với dịch bệnh Bộ Y tế cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo chính quyền các cấp nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với các đại dịch, củng cố nâng cao năng lực của hệ thống phòng chống dịch các tuyến, đặc biệt tại các vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, khu vực miền núi, biên giới hải đảo, khu vực tập trung đồng bào dân tộc thiểu số và huy động sự tham gia của chính quyền, các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong phòng chống dịch. Chuyển sang tin quốc tế, Liên minh châu Âu EU đang xem xét kế hoạch dự phòng cung cấp 20 tỷ euro, 22,08 tỷ USD để hỗ trợ Ukraine bất chấp sự phản đối của Thủ tướng Hungary. Theo kế hoạch này, các quốc gia thành viên tham gia sẽ cung cấp sự bảo lãnh cho ngân sách EU, qua đó cho phép EC vay tới 20 tỷ euro trên thị trường vốn để cung cấp cho Kiev vào năm tới. Các điều khoản chính xác vẫn đang được thảo luận và số tiền cuối cùng sẽ được ấn định theo nhu cầu của Ukraine. Một số quốc gia, trong đó có Đức và Hà Lan, sẽ cần sự chấp thuận của quốc hội các nước này đối với các khoản bảo lãnh quốc gia, một quá trình mà các quan chức hy vọng có thể kịp hoàn tất để cung cấp viện trợ cho Ukraine vào tháng 3 năm 2024. Bản tin 9 giờ 10 hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!